Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 3. Quý vị biết rằng là trong cái dịp tháng giêng này mà cái lượng người mà nghe những đức mà chia sẻ Phật pháp mà khắp nơi nơi họ tìm đến gặp những đức, họ nói lên cái việc mà họ nghe mình chia sẻ Phật pháp mà họ niệm Phật, họ được lợi ích quá nhiều. Đây là cái mà gầy dựng thêm cái lòng tin cho những đức về Pháp Môn Tịnh Độ này. Nghĩa là tin đến mức mà tin triệt để, tin không còn cái gì nghi ngờ nữa cả. Và mình muốn tẩy hết tất cả những cái gì mình nghe, mình biết trong đầu mình ra, chỉ còn để lại đúng một câu Phật hiệu. Vì sao? Vì có Phật hiệu này quá thù thắng. Có Phật hiệu quá thù thắng rồi. Mình chỉ cần để một có Phật hiệu trong tâm mình là được. Cả cuộc đời của mình chân thật niệm một có Phật hiệu này, niệm đến cùng. Vì quá thù thắng quý vị. Sự lợi ích quá lớn. Và chính bản thân những đức là người cảm nhận được sự lợi ích này. Một là mình mỗi ngày sống vui nè, sống an lạc nè, sống có phương hướng nè, tâm trạng thường an tâm. Có nghĩa là con người sống trong một cái pháp lạc đặc biệt, từ một câu Phật hiệu không cần suy nghĩ gì nhiều. Đúng rõ ràng, bình thường là đạo. Càng đơn giản, càng bình thường chừng nào thì càng đặc biệt thù thắng chừng nấy. Nếu như ai mà gặp được pháp môn niệm Phật này, cái khổ đau gì trong cuộc đời chúng ta cũng có thể giải quyết được. Thí dụ như giờ con cháu quý vị sinh ra mà lớn lên 10 tuổi rồi mà còn ngọng nghịu, chưa nói được, đã óc chậm phát triển. Quý vị biết đây là cái hạt giống bị tổn phước. Hạt giống bị tổn phước. Thí dụ như có nhiều cặp vợ chồng không hiểu, lúc vợ mới mang thai, khi vợ chồng còn gần gũi. Cái này là cái tác hại cho bầu thai rất lớn. Nếu mà nặng thì mất con, chết, hư thai. Nếu mà nhẹ thì tổn thương, tắc nguyền. Nhẹ nữa thì đã óc chậm phát triển, hoặc là không được thông minh. Cái chuyện không hiểu của cha mẹ thôi mà tổn thương con lớn gì đấy. Nên cái này mỗi người nghe đạo chúng ta cần phải
dạy con cháu của mình, dạy cho con cháu mình hiểu quý vị. Khi con cháu mình hiểu rồi thì cái hành động việc làm của con cháu mình sẽ không bị tác hại. Nên những điều những đức chia sẻ Phật pháp là những điều rất nhân sinh. Có một người này đến gặp những đức hỏi rằng: dạ thưa thầy, con đạo Thiên Chúa giáo, nhưng con cũng rất thích nghe thầy giảng. Khi con đến chùa cộng tu ngày Chủ nhật, con rất thích nghe thầy giảng. Rồi bật niệm Phật, con cũng phải ngồi niệm Phật. Lễ Phật con cũng lễ Phật. Con xin hỏi thầy, con làm như vậy có bị trừng phạt hay không? Những đức nói: cái gì gọi là trừng phạt? Mỗi một con người đến với cuộc đời này, ai mà trừng phạt quý vị? Nhân quả nó trừng phạt quý vị. Vì gieo nhân gì gặt quả báo nấy. Đó là tự mà làm tự chịu, chứ không có Phật Bồ Tát hay Thượng Đế nào hay vua Diêm Vương nào mà trừng phạt quý vị hết. Mà tự cái hành động tạo tác của mình không phải thì mình gặt cái quả không phải. Dù chúng ta bây giờ không phải đạo Phật, nhưng mình học Phật là điều tốt. Ai trừng phạt quý vị? Quý vị nhớ kỹ, Phật hay Chúa đều là những bậc thiện, đại thiện, không có ai tính toán với quý vị cả. Chỉ có con người như chúng ta mới tính toán với nhau. Các ngài chưa bao giờ dùng cái cách nào để xỏ mũi người khác hết. Thí dụ như đơn giản, quý vị đi đến chùa, quý vị nghe pháp, vị tu, và quý vị được đi đến nhà thờ, quý vị nghe về sám hối, hoặc là quý vị nghe giảng dạy của các tôn giáo khác được. Thí dụ như giờ những đức nói rằng quý vị đi đến đây, tại sao quý vị còn đi chỗ này chỗ kia? Vì trả lời rằng: đây là sự tín ngưỡng của con có quyền. Nếu như con ở trong chùa thầy thì thầy sắp xếp con theo quy củ của tổ chức. Còn con ở nhà con làm ăn, con có quyền tín ngưỡng của bản thân con. Thầy không có quyền câu thúc cái việc này của con. Bất cứ quý vị ở mối đạo nào, quý vị cũng có quyền nói như vậy. Có tội hay không? Không. Không. Quý vị nghĩ đạo pháp là để mở rộng tâm lượng, chứ không phải là để bó buộc chúng ta. Người ta có quyền tín ngưỡng. Thí dụ như quý vị đi đến chùa mình, quý vị không được vui. Quý vị đi đến nơi nào quý vị vui, điều đó những đức chúc mừng quý vị. Quý vị học Phật, quý vị thấy không có kết quả, quý vị theo một tôn giáo nào có kết quả thì quý vị cứ đi theo tôn giáo đó, đâu có sao đâu. Nghe từ chỗ này quay lại cho tất cả những người học đạo đều phải có góc độ cực kỳ sâu sắc, sáng suốt. Người như vậy học đạo mới có phát triển quý vị. Nếu như mình học đạo mà cái gì mình cũng bị câu thúc,
Chứ thất bại rồi, hoàn toàn thất bại, đúng không? Ngồi suy nghĩ đi. Giờ mình học đạo mà giờ ai dọa mình cái là xanh mặt xanh mày á, không có phương hướng gì cả. Nên hàng Phật tử như Đức hướng dẫn quý vị thông được cái tâm, quý vị nhớ kỹ, học Phật là thông tôn giáo, câu thông sở học, thông tôn giáo, không có trở ngại. Nếu như quý vị bây giờ học một tôn giáo nào mà khi quý vị đi đến một tôn giáo khác, quý vị học tập mà họ gặp quý vị, họ răn đe, họ nói này nói kia, quý vị nhớ kỹ, con người đã không đáng để cho mình học. Nếu như nền giáo dục của mình không thu nhiếp được người ta thì người ta có quyền bỏ mình. Bản thân mình làm sao học đạo mà chính bản thân mình được lợi ích đi, thật sự được lợi ích đi, quý vị hướng dẫn người ta được lợi ích đi, ai bỏ quý vị? Mình hướng dẫn người ta không được lợi ích gì, vậy thì mình bắt buộc người ta đi theo mình làm gì? Nếu như bản thân mình học đạo mà còn không được sự an lạc, không có niềm vui, vậy mình đem niềm vui đâu để chia sẻ cho người ta? Nên những đứa nói với tất cả những người chúng ta được gặp Pháp Môn Niệm Phật, mỗi người chúng ta phải biết nuôi dưỡng cái huệ mạng của chính mình. Có một cái chú này, khi ông đi tu vô một ngôi chùa, ông là người rất có tâm huyết tu. Ông vô một ngôi chùa, ông sống chung với vị thầy này, ông có ngày ông làm việc ông sanh phiền não không? Thì ông gặp Như Đức, ông hỏi rằng: con vô chùa mà phiền não quá, ở thì không có phương pháp tu gì, nhưng mà muốn đi tìm nơi khác để tu thì trong lòng thấy kỳ quá. Cũng nhờ cái ơn của thầy cho mình được ở, nhưng bây giờ mình bỏ thầy kỳ quá. Con xin hỏi thầy, con có nghĩ như vậy, thầy cho con lời khuyên. Như Đức nói rằng: nếu như chú vào trong chùa, Như Đức hướng dẫn chú, mà chú không được lợi ích gì cả, mà chú thấy nơi nào mà chú thấy lợi ích, chú được lợi ích, thì chú cứ đi đến nơi đó. Dù Như Đức có nói chú cái gì, nhưng chú hãy suy nghĩ kỹ. Cái quan trọng là gì? Nuôi dưỡng được huệ mạng của mình. Đây mới là cái quan trọng. Như hồi đó Nhẫn Đức đi đến một ngôi chùa, vị thầy Tu Mật Tông rất quý thương Nhẫn Đức. Khi Nhẫn Đức vô chùa thầy tu, sau này thầy giao chùa cho Nhẫn Đức, vì chùa thầy nuôi các em nhỏ. Nhẫn Đức cũng không biết có một niệm Phật gì, mà trong lòng mình thì muốn đi tu, cũng dự định đi vô chùa thầy để tu. Nhưng khi Nhẫn Đức gặp được Pháp Môn Niệm Phật, Nhẫn Đức thấy Pháp Môn Niệm Phật Nhẫn Đức tu được. Nhẫn Đức về thưa thỉnh với thầy: dạ bạch thầy, con biết được một ngôi chùa tu tịnh độ, con tu được, con xin thầy con đi đến ngôi chùa để con tu tập. Người thầy đó nói một câu rằng: được, con cứ đi tu đi con, Pháp Môn Niệm Phật tốt, con cố gắng niệm Phật. Rồi Nhẫn Đức đi tới bây giờ luôn, mười mấy năm nay. Như vậy Nhẫn Đức có lỗi với người thầy đó hay không? Không. Nếu như Nhẫn Đức tu ở chùa thầy mà không có phát triển gì, không được lợi ích gì, không có phương pháp tu, không có hướng giải thoát, mỗi ngày chỉ lam lũ làm việc, phiền não, nếu như thầy bắt buộc Nhẫn Đức ở bên cạnh của thầy, vậy thì được lợi ích gì? Đúng quý vị, mình làm thầy người ta là để mình hướng dẫn người ta một phương pháp tu giải thoát và có an vui, có con đường giải thoát, chứ đâu phải là mình bắt buộc người ta bên cạnh của mình để làm chi, làm việc gì cho mình. Đó là mình chỉ sử dụng một số việc nhưng mà lại đoạn huệ mạng của người ta. Nếu như người thầy này còn chưa hiểu thì chúng ta là người học đạo phải hiểu. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc,
Thầy tu thầy đắc, trò tu trò đắc, không tu không đắc. Hiểu không? Hiểu được nguyên lý này rồi, tức khắc quý vị sẽ sống rất đặc biệt, sống rất là tốt. Nó không có ngu chung, mà chúng ta phải chí chung, đừng có ngu chung. Chung mà ngu không biết gì thì đúng là mê hoặc điên đảo. Mình vô chùa học đạo mà học giết bắt quỵ mạng. Từ khi là có phương hướng, mình không lo tu là chuyện đó của mình. Còn nếu như đi vào ngôi chùa không được dạy, không được hướng dẫn một phương pháp tu, vì nhớ với môn niệm Phật này là Phật dạy mình tu. Phật nói thời mà pháp niệm Phật thành tựu. Cái pháp tu mà mười phương chư Phật tán thán, cái pháp tu mà chư tổ sư tán thán, cái pháp tu mà các bậc cao tăng tán thán, vì thì cái pháp tu này mình tu không có lo sợ nữa. Nhớ kỹ, không có lo, yên tâm đi, cứ lo tu đi. Vì cái pháp tu mà được chư Phật tán thán, cứ chân thật mà niệm Phật đi, cứ gầy dựng phương hướng giải thoát đi. Rồi gặp một ngôi chùa mà làm việc lợi ích cho chúng sanh như vậy, vì tu là quý vị không phát triển được là do tại mình. Từ khi mình đi vào trong một ngôi chùa mà không phục vụ được chúng sanh, mà mỗi ngày không có phương hướng giải thoát, không được dạy đạo giải thoát gì, dù có ăn uống sung sướng cỡ nào cũng không ở. Tại vì sao? Mục tiêu của mình đi học đạo không phải vì cái chuyện ăn uống đầy đủ đó, không phải danh lợi, mà mục tiêu mình đi học đạo là để an lạc tâm, có phương hướng giải thoát. Nguyên lý này mình phải hiểu. Nên mỗi người nghe đạo mà nghe như vậy, quý vị cũng biết dạy người ta nữa, vì cũng biết nói cho người ta nghe nữa. Từ cái việc học đạo không bị câu thúc, không bị buộc ràng. Mình là người hướng đạo không có buộc ràng như hàng Phật tử hay tín đồ. Mình buộc ràng người ta là mình sai. Mình chỉ là người chỉ điểm người ta thôi, chứ đừng có buộc ràng. Mình buộc ràng người ta là mình sai. Mình được quyền chỉ người ta, người ta có quyền không tiếp nhận. Nhưng nếu người ta ở trong tổ chức của mình thì việc này phải biết nghe lời. Còn nếu như hàng cư sĩ ngoài đời, từ là Phật tử hay là tín đồ, người ta có quyền tín ngưỡng của người ta. Và quý vị đều có quyền tín ngưỡng của quý vị, không có ai trừng phạt quý vị cả. Đừng bao giờ học đạo mà mê hoặc điên đảo không hiểu, bị người ta dọa hù một cái xanh mặt xanh mày, mất phương hướng. Nên con người phải chí chung, đừng nên ngu chung. Mình phải có góc độ sâu sắc. Như vậy thì người học Phật có đến các tôn giáo khác để học tập được không? Được. Người các tôn giáo khác có đến đạo Phật học được hay không? Càng được. Có bị trừng phạt hay không? Không. Có bị trách hờn hay không? Không. Chỉ có con người phàm phu chúng ta trách hờn nhau, sợ thế lực người ta mạnh hơn mình nên không thích. Chỉ có phàm phu thôi. Còn Phật Bồ Tát hay các bậc truyền giáo không bao giờ có tâm niệm hẹp hòi như vậy đâu. Vì hiểu được nguyên lý này rồi thì con người quý vị có sự tín ngưỡng sâu sắc, có góc độ chọn lựa sâu sắc, không bị buộc ràng, không bị dụ dỗ, không bị lôi kéo, không bị mù quáng. Nên đạo Phật dạy mình là gì? Trí tuệ. Mình không bị mù quáng. Con đường phương hướng của mình phải chọn thiệt là chuẩn xác, chọn rất chuẩn xác. Thí dụ như mình ở một ngôi chùa gì đi, có tu, có dạy mình giải thoát, lo lắng cho mình, hộ trì cho mình, nhà chùa nuôi người già, có phương pháp tu lợi ích cho chúng sanh, làm nhiều việc lợi ích. Nơi này có đuổi mình cũng không đi. Vì đây là cơ duyên thù thắng mới gặp được chỗ như vậy. Còn cái nơi ở, ăn không ngồi rồi, sống qua ngày đoạn tháng, kiếm tiền, kiếm vật chất, cuộc sống cá nhân, nơi này có giữ mình cũng không ở. Học đạo phải có góc độ cực kỳ sâu sắc như vậy thì một đời tu học của mình thật sự có ý nghĩa, tuyệt vời vô cùng. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị gây dựng tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này,
chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.